hỏi theo con nghe có người nói nghiệp dẫn ta đi đầu thai qua các kiếp sống, nhưng trong A Tỳ Đàm thì danh sắc dẫn ta đi đầu thai qua các kiếp sống, vậy cái gì dẫn ta đi đầu thai? Quý vị phải thuộc 12 nhân duyên dùm sư. Thuộc 12 nhân duyên dùm sư. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Tức là đó, do chúng ta vô minh cho nên chúng ta mới tạo các nghiệp thiện ác, mà chính các nghiệp thiện ác tạo đưa chúng ta đi đầu thai. Rồi, đó là xong cái vế đầu tiên. Cái vế thứ hai, vì cái chuyện đi đầu thai cho nên chúng ta có danh sắc, tức là có thân và có tâm. Thì chính bởi vì có danh sắc á, cho nên mới có lục nhập, mới có xúc, rồi mới có thọ, rồi ái. Chính cái ái nó đưa tới thủ, rồi từ cái thủ nó đưa tới hữu, tức là các nghiệp thiện ác. Thì chính các nghiệp thiện ác đó lại đưa mình đi đầu thai nữa. Thì có nghĩa là vì có danh sắc cho nên nó làm duyên cho các thứ kế tiếp. Thành ra đó, nói cái gì cũng đúng hết. Cái quan trọng là mình nắm được vòng tròn duyên khởi là xong. Có ý kiến gì không? Cái người hỏi câu hỏi này nè, ở đâu bạn có dữ liệu là danh sắc chúng ta tái sanh? Ở đây mình nói câu hỏi rất rõ nha. Nè. Nhưng theo A Tỳ Đàm, trong A Tỳ Đàm thì danh sắc dẫn ta đi thai, đây là một cái câu nói khẳng định nha, chứ không phải là như dù con nghe nói hay là như cái câu hồi nãy trước là đọc ở đâu, mà mình khẳng định luôn là A Tỳ Đàm nói là danh sắc tái sanh thì sai. Bây giờ cái bạn hỏi câu hỏi này nè, bạn kiếm trong A Tỳ Đàm có chỗ nào nói là danh sắc đi tái sanh thì bạn DM cho tôi, cho tôi biết cái chỗ đó nha. Còn cái danh sách đi tái sanh là không có, không có danh sách nào đi tái sanh cả. Mình phải hiểu giống như là một sâu chuỗi trong bài kinh Đức Phật, ví dụ cái sâu chuỗi, chứ từ cái hạt này nó qua hạt kia, chứ không phải là cái hạt này biết hạt kia. Cho nên á, bị gì sao, bị gì cái nghiệp, cái đâu có cất giữ ở đâu đâu. Giống như bây giờ mình hỏi là cái trái mít này nè, cái trái mít này nó ở đâu trong trái mít, thì trước khi cái trái mít này nó nằm ở đâu trong cái thân mít, trong cái cây mít. Bây giờ có gọt cái cây ra, trẻ cái cây ra làm ba làm tư làm năm, gọt kiếp quạt, thì nghiệp nó cũng như vậy, chứ không phải quý vị nói là danh sắc đi sanh không có cái gì đâu, không có danh sắc dẫn đi tới sanh nha. Mà ở đây dùng chữ dẫn là sai luôn nha. Quý vị hiểu nó giống như là một cái tràng hạt, cái sâu chuỗi ấy. Cái hạt này tiếp nó hạt kia. Mình thấy cái biển quảng cáo không? Nó chả cái đèn. Chứ không phải là đây sẽ khẳng định cho quý vị luôn là không có danh sắc nào dẫn đi tới sanh cả. Do quý vị đọc mà không hiểu, nó lỡ chút xíu quý vị hiểu lộn đi là danh sắc đi tới sanh là nó đang chuyển qua cái này qua cái kia, chứ không phải danh sắc dẫn đi tới sanh. Trong quy diệu pháp không có chỗ nào nói là danh sắc đi tái sanh cả. Nếu vị nào có tài liệu nói rằng trong quy pháp nói danh sắc tái sanh thì cho sư xin. Xong rồi. Đây có một vị hỏi mà sư nghĩ vốn dĩ sư không định trả lời luôn á. Nhưng mà thôi bây giờ sư nói ngắn gọn thôi. Tức là đòi bàn sâu hơn, nếu không có bản ngã đi tái sanh, vậy tại sao Phật vẫn nhớ lại kiếp trước dù danh sắc luôn sinh diệt? Sư đã nói là khi chúng ta thấy được cái vòng tròn duyên khởi đó, thì chúng ta có thể đi theo chiều xuôi và chiều ngược của nó. Một vị tu thiền, vị đó hoàn toàn có thể nhìn ngược cái vòng tròn duyên khởi để vị đó suy ra đời trước của mình. Chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên sư nói là mình chỉ cần mình nắm được cái vòng tròn duyên khởi thôi.